Anh sẽ chia sẻ mọi người có hai bộ đôi thần thánh của Thiên Phúc An, đó là một hũ kem ban ngày và kem ban đêm. Đây là kem ngày này, đó, và đây là kem đêm. Thì đây là bộ sản phẩm mà giúp cho các chị em có thể làm trắng da, làm khỏe da. Trên tay Vân Anh đây là một hũ kem ngày. Thì hũ kem này thì các chị em có thể dưỡng để sử dụng vào buổi sáng và buổi trưa. Một ngày chúng ta có thể sử dụng khoảng tầm 2 lần. Tuy nhiên là nếu như mà để mình muốn đạt cái hiệu quả và làm trắng da tốt nhất thì các bạn nên sử dụng kết hợp với cả hũ dưỡng trắng da vào ban đêm. Đây là một bộ combo để điều trị nám cho tất cả các chị em, và đặc biệt là giúp cho các bạn có thể làm trắng da. Anh đã khui nó ra khỏi hộp này rồi. Và mọi người có thể, mình sẽ mở hộp để mọi người có thể nhìn được cái chất liệu của kem dưỡng ở bên trong. 100% tất cả những cái sản phẩm của Thiên Phúc An, 100% sản phẩm của Thiên Phúc An đó là sản phẩm thiên nhiên và hoàn toàn an toàn với tất cả các loại da. Và đặc biệt là một số các chị em mà chúng ta dùng các loại kem từ xưa tới nay rồi, thậm chí là dùng rất nhiều loại, hay là những cái loại mà dành cho em bé đi chăng nữa mà chúng ta chưa được cái da của chúng ta mà ưng ý hoặc như mong muốn, hay là các bạn sử dụng mà chưa được trắng da, chưa được se khít lỗ chân lông, thì đây là bộ sản phẩm mà chúng ta nên lựa chọn. Bộ sản phẩm này thì trung bình các chị em sẽ dùng khoảng tầm từ 3 cho tới 4 tháng một bộ. Trong hũ kem này á, đây là hũ kem dưỡng ban ngày này mọi người, đó, thì vỏ hộp là đây. Bộ kem dưỡng ban ngày sản phẩm của Thiên Phúc An có tem dán, nên khi các bạn nhận hàng ấy cứ để ý là mình có cái tem dán để chống hàng giả ở đây nha. Đó, thì khi các bạn mở nắp cái hũ kem ban ngày ra, hương thơm rất là thơm, bởi vì đây là sản phẩm được chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Đó, thì khi các bạn mở có một cái nắp nhỏ ở trên, đây là hũ dưỡng da ban ngày, mọi người thấy không ạ? Rất là thơm. Khi mà các bạn dưỡng da ban ngày này á, đây là sản phẩm mà dành cho mọi loại da. Thì khi mà các bạn dưỡng da bằng ban ngày này thì các bạn sẽ thứ nhất là làm trên da của chúng ta tạo nên một cái lớp bóng mịn, và đặc biệt là có thể thay thế cái lớp make up ở trên da của các bạn. Thì đây là hũ dưỡng da vào ban ngày, các bạn có thể sử dụng vào buổi sáng và buổi trưa để đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó thì mình sẽ mở cái hũ dưỡng da vào ban đêm cho mọi người coi. Để da của chúng ta mà được đẹp nhất, và đặc biệt là da của các bạn mà được bảo vệ da hoặc để làm trắng da tốt nhất ấy, thì chúng ta nên dùng trọn bộ, bởi vì nó sẽ đầy đủ tất cả những cái thành phần để nó có thể hỗ trợ được cho nhau tốt nhất. Và đặc biệt là ban đêm ấy là rất quan trọng để làm trắng da và nuôi da. Đó, đây là dưỡng ban đêm này mọi người. Ban đêm thì mọi người sẽ dễ thẩm thấu hơn, mọi người thấy không ạ? Đó. Hương thơm thì được chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Đó, nên trong này sẽ có rất là nhiều, ví dụ như là hương hoa này, hoặc là sâm, rồi là rất nhiều những cái thành phần khác nữa. Thì tất cả những cái thành phần ấy thì mình đã có đầy đủ ở trên vỏ hộp rồi. Đó, đây là hũ dưỡng ban đêm, mọi người sẽ tìm được các thành phần ở trên vỏ hộp này. Đó, và nơi sản xuất xuất xứ thì là của Thiên Phúc An. Tất cả các sản phẩm của Thiên Phúc An các bạn lưu ý nha, là mình đều có cái tem để chống hàng giả ở đây, nên là khi mà mọi người nhận sản phẩm của Thiên Phúc An và đầy đủ tem thì các bạn mới chính xác là sản phẩm của Thiên Phúc An nha mọi người. Đó, thì khi mà da của chúng ta cực kỳ khó dùng đi chăng nữa thì các bạn chắc chắn sử dụng một bộ này xong là da của các bạn đã trắng như mong muốn, và đặc biệt là sử dụng cho các loại da nám. Mọi người lưu ý, những da nám, da khó sử dụng kem, hay là những da nám mà bị giãn mao mạch, bị tổn thương da, thì chắc chắn là các bạn phải có một bộ Thiên Phúc An ở tại nhà. Bộ kem Thiên Phúc An này các bạn có thể inbox trực tiếp cho Vân Anh, hoặc là các bạn có thể lên trang web Thiên Phúc An để lại tin nhắn, và sẽ có những bạn chăm sóc khách hàng để điện thoại cho các bạn. Ok, đó, đây là bộ kem Thiên Phúc An nha mọi người, hũ ngày và đêm đó, và đây là hộp. Ok, hẹn gặp mọi người ở video sau. Vân Anh tin rằng là với cặp kem Thiên Phúc An sau một thời gian khoảng tầm 1 tháng thôi là da của các bạn đã được cải thiện một cách rõ rệt. Và có là bên Thiên Phúc An có cam kết rằng bất cứ một sản phẩm có chứa logo và tem của Thiên Phúc An còn nguyên siêu. Nếu như mà các bạn
tìm thấy hoặc là đi kiểm nghiệm có bất cứ một thành phần hay chất cấm gì, các bạn sẽ được phiếu bảo hành bồi thường 100 triệu. Và các bạn sẽ tìm thấy cái phiếu bảo hành đó, bất cứ một sản phẩm các bạn cầm ở trên tay được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Vì vậy nên Thiên Phúc An cam kết rằng bất cứ một sản phẩm gì nguồn gốc từ Thiên Phúc An, nếu như các bạn kiểm nghiệm hoặc là tìm thấy bất cứ một hàm lượng nào mà chất cấm ngoài Bộ Y tế cho phép thì các bạn sẽ được đền bù 100 triệu. Phiếu bảo hành sẽ có trực tiếp tại các hộp sản phẩm khi mà các bạn nhận đến tại nhà, hoặc là các bạn có thể tìm hộp tìm phiếu bảo hành đó ở trên trang web thienphucan.com. Cảm ơn mọi người và Vanh tin rằng có thể cùng đồng hành với tất cả các chị em phụ nữ có được một cái làn da trắng đẹp, và đặc biệt là giúp cho các chị em sau một khoảng thời gian mà chúng ta dùng Thiên Phúc An thì chắc chắn là các chị em sẵn sàng bước ra ngoài đường với làn da mộc mà không cần phải make up, không cần phải trang điểm, và đẩy lùi những cái vết thâm sạm nám ở trên da của mọi người. Ok, mọi người nhớ nhé, mình vào trang thienphucan.com để các bạn có thể được quét mã để bảo hành bất cứ một sản phẩm nào nguồn gốc xuất xứ của Thiên Phúc An. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người ở video sau. Vẫn Anh sẽ giới thiệu rất nhiều những cái bộ sản phẩm của Thiên Phúc An tới tất cả mọi người.